chị hay em quay feedback của một chị Mai Dương nhé. Sau khi mà chị điều trị cao gián tức tia sữa Alain để chúng ta thấy được cái hiệu quả của cao khi mà điều trị như thế nào nhé. Thì em sẽ quay qua cái camera này để mọi người theo dõi nhé. Chị Mai Dương ha, đây với cái điện thoại của em này ha. Em kéo xuống nhanh nhé. Cắt nhỏ ra được không chị? Thấy sử dụng 3 miếng không? Vì em sưng hết luôn, chị Mai Dương này là bị sưng hết các tất cả các ngực luôn nhá. Khi mà chị dán thì chị thấy nó hơi ngứa, khi mà dán mọi người dán á, các mẹ thấy dán hơi ngứa thì tình trạng bình thường, cố gắng chịu đựng giúp em nhé. Chị ơi, từ hôm qua em tháo ra rồi, ngực em mềm hơn rồi. Nát em bắn tiền vào tài khoản cho chị. Dạ chị Mai Dương này, bên em gửi bằng đường xe cho nên là thường thường bên xe không thu hộ, nên là thường em gửi, sau đó là các chị chuyển khoản giúp em. Đây, chị nói này. Chị ơi, em khỏi rồi nhưng ít sữa quá, em cố hút cách sữa mà không cải thiện, có cách nào không? Thì đối với sữa nhiều hay ít là do cái chế độ ăn uống của mình nha, nha các chị. Cho nên là chúng ta sau khi mà điều trị khỏi viêm tắc thì cố gắng làm sao chế độ ăn uống giúp em ha. Thì đây là feedback em quay của chị Mai Dương nhé.